Xin chào tất cả các cô chú, anh chị em cùng các bạn nha. Thì cũng giống như những video trước thì mình cũng có giới thiệu về cái video tiếp theo này. Mình sẽ chia sẻ đến cùng mọi người về cái cách nuôi bèo tây và cái con ốc cỏ cặn kẽ hơn. Các bạn xem video từ từ chút mình sẽ nói chi tiết hơn. Còn bây giờ mình sẽ xúc cái bèo với con ốc cỏ lên cho mọi người xem thật chi tiết hơn nha. Nó các bạn thấy con ốc này là con ốc cỏ nha các bạn. Để mình dạch ở dưới lên cho mọi người xem. Rất là nhiều ở dưới này nha các bạn. Nó những ốc cỏ là những con ốc này nè. Nè. Nhiều lắm, dưới này nhiều lắm nha các bạn. Nó sống lộn vô trong cái gao này rất là nhiều nè, giống như các bạn thấy những con ốc này là nó to như vậy là nó rất là khỏe và nó đẻ rất là mạnh luôn nha các bạn. Nó đẻ liên tục nha các bạn. Nó sinh sản rất là nhanh mà mình nuôi chung với cái trong cái bèo này nè. Nó đẻ rồi những con ốc con của nó ra gí nằm ở trong cái rễ này nè. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Mà nó rất là mềm, để mình bóp thử cho mọi người xem nha. Nó rất là mềm mại luôn. Cái vỏ của nó canxi cũng rất cao nha các bạn. Mà cái độ đạm của nó là nhiều lắm. Tại vì con ốc này cái sức đề kháng của nó rất là mạnh. Nó sống chỗ nào cũng được. Và nó sinh sản rất là nhanh luôn. Nè các bạn thấy ở dưới này nè. Nè các bạn, đó các bạn thấy không? Giống như chỉ cần các bạn đi kiếm bắt vài con gì thôi. Các bạn thả vô các bạn nuôi khoảng chừng từng lễ 10 ngày là các bạn thấy ốc con nó ra rất là nhiều luôn. Mà đến lúc mà nó đã sinh sản nhiều rồi đó các bạn. Thì càng nhiều thì nó càng đẻ nhiều nha các bạn. Thì đến lúc đó mình sẽ cho cá ăn thoải mái luôn. Giống như trong cái ao này của mình bây giờ là nó rất là nhiều luôn nha các bạn. Nè, các bạn thấy ở dưới này là nó nằm ở trong cái bèo rất là nhiều luôn. Để mình xúc, mình cho cá ăn thử cho bạn xem rồi mình sẽ nói chi tiết hơn cho mọi người xem nha. Mình xúc vô thêm nha các bạn. Nó rất là tiện lợi luôn. Các bạn thấy không? Chỉ cần mình xúc đi là mình cho cá ăn là vừa có bèo và vừa có con ốc cỏ nó lộn xộn trong đó thì con ốc nó ăn vô thì nó rất là khỏe, rất là nhanh lớn nha các bạn. Mình nuôi cám công nghiệp thì mình chỉ dặm thêm thôi. Chứ mình nuôi cám công nghiệp không thì nó không có lãi lời bao nhiêu hết nha các bạn. Còn mình nuôi theo cái cách này á là mình tốn rất là ít chi phí nha các bạn. Các bạn chỉ cần tạo được cái nguồn thức ăn đơn giản như vậy thôi thì các bạn sẽ nuôi cá thành công nha các bạn. Mình nuôi cỡ nào cũng lời hết, cao hết. Tại vì mình nuôi cá là cái đầu tư cao nhất là cái tiền cám công nghiệp. Mà mình đã tạo được cái nguồn thức ăn cho con cá mà nó đầy đủ dinh dưỡng như vậy nè. Thì mình không cần cái cám công nghiệp bao nhiêu thì cỡ nào mình cũng lời nha. Thì bây giờ mình xin nói về cái cách chăm bèo và nuôi con ốc cỏ này như thế nào nha các bạn. Mà các bạn thấy bụi nào cũng có ốc cỏ nó đeo vô rất là nhiều nha các bạn. Các bạn thấy cá nó ăn rất là mạnh luôn nha. Bèo to cỡ nào nó cũng ăn mạnh hết. Giống như các bạn thấy là cái chỗ này là có sâu nè. Cái bèo này nó có sâu là tại vì bữa giờ mình đi làm cái mô hình chỗ khác á các bạn. Mình có quay bên cái kênh mình hay để đường link ở phía phần mô tả bên dưới á. Mình đang chuẩn bị làm hồ ở bên kênh đó. Bữa giờ mình cũng bận nên mình ít có cho cá ăn bên cái bèo cái hồ này. Thì các bạn thấy cái đầu lần đó là nó không có bị sâu, bèo lên rất là đẹp. Thì các bạn nuôi cho cá ăn như thế này nè. Các bạn tạo một cái ao
Nuôi chung với ốc cỏ vậy thì thường ngày các bạn cho nó ăn là ngày nào các bạn cũng xúc ra, giống như các bạn nhìn thấy chỗ nào nó có chốm sâu nè thì các bạn cứ xúc cho cá ăn. Còn cái chỗ nào mà nó xanh tốt gì thì các bạn chừa lại cho nó đẻ. Thì mỗi ngày mình thấy cái chỗ nào mà cái lá bèo nó hơi xấu thì mình xúc cái chỗ đó cho con cá ăn trước. Thì cái bèo của chúng ta lúc nào nó cũng xanh nở ra, cái bèo mới nở ra các bạn. Thì nó không bao giờ sâu tấn công được, và mình phải làm cái nước cho nó tốt thì bèo nó xanh mạnh lên thì không có con sâu nào tấn công kịp bèo xanh sản đâu nghe các bạn. Trừ khi nào mà các bạn nuôi bèo nó không được tốt, các bạn cái nước của các bạn không có chắc để cho cái bèo hút á, thì cái bèo của chúng ta nó vàng úa, nó không có cái chất dinh dưỡng để cho cái bèo nó hút á, thì cái sâu nó mới tấn công kịp nghe các bạn. Chứ bình thường mà bèo phát triển hàng ngày tốt đẹp như vậy thì con sâu nó không bao giờ tấn công kịp. Nó có tấn công đi chăng nữa thì ít đỉnh thì nó cũng không làm gì được cái bèo mình nghe các bạn. Thì để hỗ trợ thêm thì mỗi ngày mình thấy cái chỗ nào xấu thì mình sẽ xúc cho cá ăn trước. Thì giống như cái nước mình nuôi bèo, nuôi ốc cỏ như vậy nè, thì các bạn nuôi thêm, thả thêm con cá kiển vô nghe bạn. Các bạn tìm vài loại cá kiển, các bạn thích loại cá nào thì bạn nuôi cá đó. Cá bigu nhỏ nè, rồi cá bảy màu, mà loại bảy màu cá xịn đó nghe các bạn. Thì các bạn thả vô thì mình sẽ có được cái thu nhập thêm về con cá kiển thêm nữa. Thì mỗi ngày mình cho cá kiển ăn chút 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 cám á, thì cái cám của nó ra cái chất ở trong cái ao này nè, có cái hơi cám á, thì cái bèo của chúng ta nó sẽ tốt, xanh tốt hoài nha các bạn. Nó có chất ở dưới nước thì nó sẽ hút tốt. Mà các bạn nuôi cá kiển thì các bạn đừng thả cá rô vô nha, cá rô cá lóc cá chê rồi nó ăn cá kiển hết nha các bạn. Mình nuôi cái nào thì mình phải biết tận dụng riêng biệt nó thì mới có kết quả được. Còn mà đặt như thí dụ các bạn nào mà chỉ nuôi bèo với ốc cỏ không á, không có thả con gì vô á, thì các bạn nên là khoảng chừng 2-3 ngày các bạn lấy cái nước cá các bạn, nước nuôi cá này nè, các bạn thay nước cá, hoặc là các bạn lấy cái thùng các bạn múc đổ vô trong cái ao này vài thùng. Thì cái ao mình nuôi cá, cái nước của nó có chất cám á các bạn, nên mình đổ vô thì cái bèo của chúng ta rất là xanh tốt luôn nha các bạn. Giống như cái hồ này của mình là chỉ cần đưa cái ống, đưa cái ống nước vô là mình tự hút tự động qua, mình xả qua đây là ok luôn nha các bạn, rất là tiện lợi. Còn không nữa mà các bạn chưa nuôi cá mà các bạn nuôi bèo này trước á, để mình tạo thức ăn cho con cá trước tiên á, thì các bạn chỉ cần mỗi ngày các bạn dục xuống chừng khoảng nắm cám thôi nghe các bạn. Cám có đủ đạm là được. Chỉ cần cám cá là được nghe bạn. Dục xuống nắm thôi. Cứ buổi các bạn dục xuống một nắm nắm gì là tự động bèo của chúng ta nó xanh tốt. Nó không bị sâu gầy tấn công nha. Mà các bạn nhớ lưu ý là mình nuôi cái bèo này đừng để nước sâu quá, mà các bạn đừng để nước ấm là được. Nước ấm, nước nóng là nó không ưa nghe các bạn. Còn giống như mà mình nuôi giống như cái ao này nè, thì nó đã nở bít ao gì nè, thì nó sẽ không bao giờ nước, không bao giờ ấm được, nên nó phát triển rất là mạnh. Giống như các bạn nên nhớ là mình nuôi bèo như vậy nè, thì mình cho cái ăn mỗi ngày thì nó hơi thưa lưa thưa, các bạn thấy nó dày đặc gì chứ, nhưng mà nó chưa có cái dày quá nha bạn. Mình cho ăn hàng ngày thì những cái bèo to này nó sẽ sinh sản ra những bèo con mỗi ngày như vậy thì lúc nào nó cũng mạnh và sâu nó không tấn công được. Còn các bạn nuôi bèo không mà không cho cá ăn, mà các bạn nuôi cứ dày đặc để rất là lâu ngày mà nó dày đến nỗi mà nó hẹp với nhau luôn nghe các bạn, thì nó sẽ xanh sâu nha các bạn. Nó sẽ xanh sâu và nó sẽ làm cho cái phấn của bèo nó ra, thì cái bèo của nó rất là xấu. Đó, cứ thường ngày mình
mình xúc như vậy nè các bạn. Các bạn nào nuôi mà cái ao mình có đất nhiều á thì mình nó đất nó đeo bám đóng gông nhiều á thì mình xúc lên mình cứ làm gì nè cho nó sạch sạch cái rễ bớt để cho con cá ăn nó tốt hơn. Mình cứ cho nó ăn gì nè, mình thấy nó ăn khi nào mà cái bèo nó còn dư dư á là nó đủ bèo đó các bạn, thì mình dặm thêm vài nắm cám nữa là được nha các bạn, là đủ bữa ăn của nó là gì như vậy là được rồi. Tại vì ở trong cái bèo này mình đã có ốc cỏ, là cái độ đạm nó đã cao rồi nên mình cũng không cần phải cho cá ăn cái cám công nghiệp nhiều nha các bạn. Cám công nghiệp giờ nó quá trời đắt tiền luôn các bạn ơi, nó mắc quá. Nên mình nuôi con gì, mình làm cái gì mình phải tận dụng tối đa thì mình mới có lời nhiều được. Còn nhiều bạn nuôi nói sao mà nuôi cá không lời. Tại vì các bạn không có làm thức ăn cho nó tự có nhà, các bạn cứ mua cám công nghiệp cứ thả cho nó ăn không thì làm sao có lời nhiều được nha các bạn. Còn mình tạo được cái thức ăn như vậy thì mình nuôi cái giá cá cỡ nào, giá cá có rẻ đi chăng nữa cỡ nào thì mình cũng không bao giờ lỗ được nha các bạn. Từ lời nhiều đến lời ít thôi. Các bạn thấy nó ăn rất là nhanh luôn nha. Các bạn thấy cái bèo của nó to như vậy đó mà nó ăn tốt lốt hết à. Mình luôn cảm ơn quý cô chú anh chị em đã luôn quan tâm theo dõi đến kênh của mình nha. Các bạn nhớ ủng hộ đăng ký kênh để cho mình có được cái động lực tinh thần để mình làm được nhiều cái video mang lại lợi ích cho bà con nhiều hơn nha. Xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe. Video mình làm đến đây xin tạm dừng nha. Xin bye bye và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha.